bảo kê, bảo kê. Bò chết luôn. Bò chết luôn. Từ từ, từ từ, đừng nóng. Yên tâm đi, đồ mẹ, nó lên mặt em đừng giờ. Gọi, đừng gọi. Chơi mà. 3 kg á, hơn 3 kg á. Bữa nay cũng sai 3,5 kg mới có thưởng nha anh em. Bao cá luôn. Gì vậy? Từ từ mày làm gì Minh chưa? Phụ anh kìa. Để phụ anh đi. Chưa bị gieo không? Để cho một mình à. Một mình thôi, một mình thôi. Một mình. Chơi. Chơi là phải chơi vậy. Chơi vậy đó, cần mới vậy nè. Cần luôn. Bắt. Mẹ móm thì tụi mình đã lên được một con thằng siêu to khổng lồ. Bạn thấy rắc các bạn. Bạn phê quá các bạn ơi. Hello, Đam Mê Cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình ra hồ câu vườn tràm câu cá nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ vẫn sử dụng cái mồi tổng hợp của Đam Mê Câu Cá mình làm ra. Đây. Mồi câu, mồi xả cùng một loại nha. Hôm nay mình sẽ đi test cái mồi mà ngày hôm qua mình đã hướng dẫn và trộn mồi cho mọi người xem. Đây là mồi tổng hợp trộn trứng kiến khoai lang nè. Đó, ngày hôm qua mình đã trộn trước để cho lên mùi chua chua để hôm nay mình câu cá được hiệu quả hơn. Hy vọng hôm nay sẽ có cá từ cái mồi này nha. Mồi này chua chua này, cá trôi nó khoái lắm, trôi với chép nó khoái, hương vị nó thơm thơm chua chua rồi. Hy vọng hôm nay sẽ có cá nha. Hôm nay mình đánh ở ngay chỗ cái bãi này đó. Thì bây giờ mình sẽ trộn thắng mồi trước nha các bạn. Đây, ok các bạn, mình mới múc một ít nước ở tại dưới hồ lên nè. Bây giờ mình trộn mồi nè, mồi xả nha, trộn mồi xả cho cá nó vô. Đây, hương vị thơm nha, tổng hợp thơm nha, một ít. Đó. Đây cũng là tổng hợp luôn, mà lại về tổng hợp tanh, hai loại thơm với tanh. Nhiều cái thôi. Còn mồi câu thì mình sẽ câu mồi chua đó. Và mình sẽ lấy một ít cái mồi xả nè. Đây ra nè. Mình trộn thêm miếng kiến nữa. Để câu cá chép. Thơm, hương vị thơm, câu cá chép. Chua thơm, ngon. Đúng mồi. Đó, xong rồi đó. Mình sẽ xả tay nha, chứ mình không có xả ấy nha bạn, xả cần nha. Đây nè, mồi nè. Đó. Đây, xả mồi thôi. Đây còn một ít nè. Còn một ít nè. Đây. Mình mới lấy cái chai chép một chai của Sa Phạm. Chép một chai. Ít thôi, 5ml thôi. Đó, 5ml thôi. Trộn đều lên thôi. Rồi. Đây là trứng kiến à. Kiến qua giờ anh chua chua rồi. Đó. Ok, vậy thôi, ít thôi.
cho nhiều. Khớp nhuyễn đều đều ra nữa là có thối. Ok, xong. Có một câu rồi các bạn nè. Đấy. Câu hai lại nha. Đây là cái chua nè. Ủ chua ủ qua một đêm nè. Đó, mình có làm một cái video hướng dẫn cho mọi người trộn cái mồi này rồi, ngày hôm qua rồi. Đây. Đó. Nhiều đây câu được rồi các bạn ơi. Ok. Bắt đầu câu nha các bạn. Hôm nay mình sẽ đánh cái cây 4x5. Đây là cây chiến thần 8H nha các bạn. 4x5 được rồi, không nhiều. Nếu mà nó mà ăn ở ngoài xa thì mình sẽ lấy cây dài đánh nha. Chẳng hạn giờ 54 cũng hạn. Anh em mình sẽ dùng cái trục trục 5 chấm nha các bạn. Trục sàn hàng nha. Trục sàn hàng 5 chấm nè. Đây mình tự làm. Và một cây phao sàn hàng. Rất là đẹp. Đó. Ở đây mình sẽ câu cái lưỡi sàn hàng luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ canh phao nha các bạn. Để canh câu một lưỡi nổi một lưỡi chìm nha. Mẹ các bạn ơi. Mẹ các bạn ơi. Ấy. Chính cái mẹ kìa trời. Thôi đầu tiên cho có tiền luôn. Mẹ các bạn, thả các bạn ơi. Mình đầu tư là nói chung ra là nói chung là cá cũng sai cũng không tí nữa. Thế vậy mà cho chơi là cho chơi không thả neo luôn á. Bỏ cá, bỏ cá. Bò chết luôn. Bò chết luôn. Từ từ, từ từ, đừng nóng. Yên tâm đi, đồ mẹ nó lên mặt em. Đừng giờ. Gọi, đừng gọi. Chơi mà. 3 kg á, hơn 3 kg á. Bữa nay cũng sai 3 kg rưỡi mới có thưởng nha anh em. Bò cá luôn. Gì
gì vậy? Từ từ mày làm gì Minh? Chưa. Phụ bánh kìa. Để phụ bánh đi. Chưa video hả? Không để cho một mình à. Một mình chơi, thôi, một mình thôi. Một mình. Chơi. Chơi là phải chơi vậy. Chơi vậy đó. Cần quá chứ vậy nè. Cần luôn. Báo cá cho đi 1 ký bò chết nè. Ây. Chưa được nữa. Trời bất ngờ yếu dưới trời. Bà nội cha một tay. Nguồn thế. Báo cáo cá. Trời ơi bốn giờ luôn đi. Quá ok à bà. Cá này khủng à. 4 ký á. Báo cáo nha anh em. Bữa nay câu là cho câu nhiệt đới luôn chứ. Ăn miệng chinh xôi nha anh em. Hồ nào báo luôn. Báo cá các bạn. Một con chép khủng nha. Con này cho lệch 4 ký á. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Ok. Rồi quảng cáo cho cái hồ luôn, trời ơi là trời. Hồ Câu Vườn Tràm, Đông Hà Linh Bình Thuận. Biết bao nhiêu cái hồ Câu Vườn Tràm? Đông Hà Linh Thuận mà con cái à. Chờ Đông Hà chạy vô bên tay trái. Đông Hà đỡ cho Bình Thuận con cái à. Anh kiếm cái thứ hai không có đâu. Máy sờ lên Google Maps không thấy mà. À, cái cần em mới lấy hôm nay em mới con mua mới test luôn lần đầu tiên luôn á. Nó thở dưới trời. Đông tay dưới hả? Mấy con cá thở vậy? À, bò cỏ đó đó, độ cá đó, bò ngửa bụng luôn. Thế nghĩa tính em là bò cá là ít ít gì em thả cần lắm. Bữa hả cũng vậy kìa, bò mới vui đó. Đó, bữa con bò không thả cần đó, đùng đứt cái chục đó. Ngồi cái chục đó nổ cái cần luôn. Ghê vậy. Ừ. Ok các bạn, hồ Câu Vườn Tràm Đông Hà Lên Thuận nha, mình mới lên được con chép khá là khủng các bạn. Đây, và bây giờ kiếm con thứ hai nha. Ok.